Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân năm 2023. Hội nghị với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Quý 1 năm 2023, Hưng Yên tăng trưởng ước đạt 8,14%, xếp thứ 12 cả nước. Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên có trên 15.000 doanh nghiệp đăng ký với số vốn gần 190.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp hoạt động chiếm khoảng 70%. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Văn trao huân chương lao động hạng nhì cho công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Nhân dịp này, 10 doanh nghiệp tiêu biểu được nhận cúp phô hiến vì có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị ra mắt cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên với địa chỉ truy cập http://hungyen.dcf.vn. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh được ra mắt trên cơ sở nâng cấp từ trang thông tin điện tử của các ban đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Đến nay, cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh với tên miền http://hungyen.dcs.vn trên cơ sở tổng hợp tên miền con của 22 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành và đang chạy demo để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị với các tính năng hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị thảo luận về công tác quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho các sản phẩm nhãn lồng của tỉnh. Hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ trong một chỉ dẫn địa lý với sản phẩm nhãn lồng được trồng và chế biến tại 4 địa phương là thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Kim Động và Khoái Châu. Đồng thời, có kế hoạch mở rộng vùng bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhãn lồng sang huyện Phù Cử, Ân Thi. Thời gian tới, sẽ hỗ trợ các tổ chức cá nhân thực hiện hiệu quả quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu trong thời gian tới. Hiện nay, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đang triển khai cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn với kinh phí đầu tư trên 50 tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, xã đã đầu tư nâng cấp cải tạo đưa vào sử dụng 5 tuyến đường giao thông nông thôn với kinh phí trên 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ là hơn 5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của địa phương. Các tuyến đường được cải tạo nâng cấp đều là các tuyến trục chính của xã có chiều rộng từ 3,5 đến 5 mét, đảm bảo kết cấu vững chắc, được đổ bê tông hoặc giải nhựa áp phan hiện đại. Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Bộ Nội vụ đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Hiện có 52 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.037 đơn vị hành chính cấp xã, có cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nằm trong diện đề nghị sắp xếp sáp nhập. Mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại, có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Hiện còn khoảng 1,2 triệu thuê bao di động có nguy cơ sẽ bị khóa 2 chiều nếu không chuẩn hóa thông tin trước hạn ngày 15 tháng 4. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 4, đã có thêm 394.000 thuê bao di động chuẩn hóa thông tin. Đây là số thuê bao nằm trong số 1,67 triệu SIM bị khóa một chiều từ cuối tháng 3 năm 2023 do thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những SIM bị khóa một chiều không thể thực hiện cuộc gọi nhắn tin, truy cập Internet di động. Nhưng chủ thuê bao vẫn có thể gọi đến tổng đài để được hỗ trợ hoặc dùng điện thoại đăng nhập ứng dụng qua Wi-Fi để cập nhật và mở khóa. Được mệnh danh là làng chài cổ nhất Việt Nam, làng chài Cái Bèo thuộc địa phận quần đảo Cát Bà, Hải Phòng hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có nguồn hải sản đa dạng, tươi ngon và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Làng chài Cái Bèo là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm. Với tuổi đời ước tính lên đến 7.000 năm, đây cũng được xem là làng chài cổ nhất Việt Nam và hiện trở thành nơi sinh sống của hơn 500 hộ dân với nghề truyền thống là đánh bắt thủy sản và nuôi cá lồng trên vịnh. Điều độc đáo ở làng chài Cái Bèo là mỗi bè đều được đánh số như những ngôi nhà ở trên đất liền và phương tiện di chuyển chính của người dân là xuồng thuyền, đò đến không gian trong lành và khá yên tĩnh. Gần hết năm học, hàng trăm phụ huynh trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhận thông báo truy thu khoản tiền trường tiên tiến hội nhập quốc tế lên tới 12 triệu đồng một học sinh. Thông báo truy thu tiền phụ huynh của trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn có hai khoản. Khoản 1 là thu mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế
trong đó có tiếng Anh với người nước ngoài, đàn, tin học chuẩn quốc tế. Các khoản khác thu thỏa thuận theo quy định với mức 1.500.000 đồng một tháng và thu 9 tháng với tổng số 13.500.000 đồng. Khoản 2 là thu tin học chuẩn quốc tế với mức 120.000 đồng một tháng, thu 8 tháng, tổng số tiền là 960.000 đồng. Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn cho biết, sau khi phụ huynh có ý kiến, nhà trường đã xin ý kiến của quận Tân Phú và tạm ngưng thu khoản này chờ chỉ đạo của cấp trên. Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng, trong đó Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất. Chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày thành phố ghi nhận gần 100 ca mắc mới và theo khảo sát, đó có trường hợp là học sinh trên địa bàn thành phố. Tại bệnh viện Thanh Nhàn, trong tháng 3, cơ sở y tế này ghi nhận 25 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhưng riêng 10 ngày đầu tháng 4 đã tiếp nhận 75 bệnh nhân. Còn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngày 11 tháng 4, đơn vị đang điều trị cho 74 bệnh nhân COVID-19, trong đó 5 trường hợp thở máy, 10 ca thở oxy gọng kính. Cùng với nguyên nhân chuyển mùa của thời tiết sau một thời gian dài tiêm vaccine COVID-19, hệ miễn dịch có được từ vaccine cũng đã suy giảm, khiến nhiều người tái nhiễm. Bên cạnh đó còn do tâm lý chủ quan trong phòng bệnh, không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, khử khuẩn thường xuyên khiến bệnh lây lan. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1967, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động về tội trốn thuế. Theo tài liệu điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong hai năm 2020 và 2021, Nguyễn Ngọc Hưng là người đại diện theo pháp luật và giữ chức giám đốc công ty đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên, với số tiền hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trên 14 tỷ đồng. Sau đó, Hưng đã sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng phải nộp. Qua đó, đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, số tiền là gần 2 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Trung Quốc đang ghi nhận một ca tử vong vì H3N8, đánh dấu trường hợp đầu tiên chết vì virus cúm gia cầm này. Theo WHO, ca tử vong đầu tiên vì H3N8 là một phụ nữ 56 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông ở phía đông nam Trung Quốc. Bà bị bệnh vào ngày 22 tháng 2, nhập viện vì viêm phổi nặng vào ngày 3 tháng 3 và qua đời vào ngày 16 tháng 3. Bà có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát bệnh và thông tin cho thấy loài chim hoang dã xuất hiện xung quanh nhà bà. H3N8 lần đầu tiên được phát hiện ở các loài chim hoang dã vào những năm 1960 và được phát hiện ở các loài động vật khác. H3N8 chưa từng được phát hiện lây lan cho người cho tới tháng 4 và tháng 5 năm ngoái khi Trung Quốc phát hiện hai ca bệnh đầu tiên nhiễm loại virus này. Chính quyền Mỹ vừa công bố dự án trị giá 5 tỷ đô la Mỹ để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 thế hệ tiếp theo. Dự án có sự hợp tác giữa các cơ quan công lập và những tập đoàn tư nhân. Dự án tập trung vào 3 mục tiêu. Đầu tiên là tạo ra kháng thể đơn dòng tồn tại lâu dài khi virus tiến hóa và những phương pháp điều trị hiện đại không còn hiệu quả. Tiếp theo, các chuyên gia muốn đẩy nhanh sự phát triển của vaccine dạng xịt mũi họng, tạo miễn dịch niêm mạc, có thể giảm nguy cơ lây truyền và nhiễm bệnh. Cuối cùng, chính phủ hy vọng tăng tốc nghiên cứu vaccine phổ quát dành cho các virus corona nói chung, bảo vệ người dùng trước COVID-19 và các mầm bệnh họ hàng. Các nhà khoa học, chuyên gia y tế công cộng và chính trị gia đề cao sáng kiến này, đồng thời cảnh báo vaccine và các liệu pháp hiện đại đã dần mất hiệu quả, đòi hỏi những phương pháp mới phù hợp với virus biến đổi nhanh chóng. Các chuyên gia khí hậu cho hay, nhiệt độ tại Nhật Bản đang tăng nhanh chóng và mùa hè dường như đang đến sớm với xứ sở hoa anh đào. Tại thành phố Osaka, nhiệt độ đã tăng lên mức 25 độ C vào ngày 22 tháng 3, mức cao kỷ lục cho thời điểm này trong năm. Trong khi đó, tỉnh Tây Nam đất nước, Tottori, cũng ghi nhận mức nhiệt độ 25,8 độ C cùng ngày. Đây là mức nhiệt độ cao nhất đối với Tottori trong 140 năm qua. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến một cách rõ rệt, Nhật Bản có thể sẽ phải đối mặt với một mùa hè sớm và oi ả. Năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận hơn 200 mức nhiệt kỷ lục ở khắp các thành phố trên cả nước, với trên 71.000 người phải nhập viện do sốc nhiệt trong thời gian từ tháng 5 tới tháng 9. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.